Rề Delin Lotion là một phương pháp điều trị tại chỗ trong điều trị rụng tóc đã được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng cho hiệu quả điều trị gấp đôi minoxidil. Rề Delin Lotion gồm có hộp đựng, lọ rề Delin Lotion và vòi xịt, cùng với những bước sử dụng đơn giản cùng tìm hiểu trong video này. Bước 1. Gội đầu như bình thường. Bước 2. Sau khi gội đầu xong, lau đầu, nhưng để tóc còn hơi ẩm, lắp vòi xịt vào nút xịt trên lọ. Sau khi lắp vòi xịt đến bước cuối cùng, bước 3, xịt rề Delin lên da đầu cần dưỡng rồi massage đầu và tóc đến khi kem được thấm hoàn toàn vào da đầu. Vậy là xong, mình không cần xả lại với nước, cứ xịt ngày tầm 2-3 lần. Sau 2 tuần tùy cơ địa mỗi người, tình trạng tóc của mình đã được cải thiện đáng kể rồi. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.